Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Kệ đi bạn ơi. Đằng nào cũng chết mà chết trước hoặc chết sau này hả? Mày mày, sao cậu để tôi solo một mình ở trên nhà này? Ngươi một team này. Đậu xanh cậu để tôi solo một mình luôn này. Ngươi một team không ạ? Tôi còn lại có siêu máu thế hả? Ôi thằng này có súng này, thôi xong. Thôi thôi không ạ? Cả lời. Thế mình nhảy ngay căn nhà Doraemon. Ba đứa nhảy lên trên. Mình đấm được nó một đứa. Súng ai cứu? Một đứa chân trò đấy bạn ơi. Ngay phía với kem nha. Hạ nó cho tôi xin khẩu súng phát. Đây coi nào. Thì mình còn máu đã, anh em ơi đang nghèo mà. Đang nghèo máu các bạn ơi. Saffron số 2 có cứu đi. Xin cả đây bạn ơi. Em need súng à, lấy shotgun không em? Ra đây có rồi anh. Số 4 hả, mãi thế à? Em không bắn shotgun đâu. Anh đang ở dưới em ơi. Cho tôi. Đây bạn ơi. Shotgun này. Ủa em ơi, bên dưới này đang bắn nhau đông lắm em ơi. Xong chưa bạn ơi? Đây, lấy cứu cho một đứa ngay phía sau đây ông ơi. Bây giờ không? Đi. Lấy anh chứ ngại gì. Cứu bạn đơn giản thôi. Cứu hồi máu xong qua hỗ trợ bên cả. Bên này đông hơn này. Em có súng điện đây để em bơm cho. Về đâu? Để đấy em bơm. Đi các bạn ơi, đây tôi có 2 tiếng máu này. Lấy tôi vứt cho. Long y tá. À một đứa mãi ngay phía sau này, ok 30, vừa vét được một mạ. Dung đứng em là Dung này. Sao friend này. Đây ông nào lấy máu không vứt cho tôi máu này. Tới tạo cái khẩu P90 chơi anh em ạ. Ok có P90 chơi thì ổn rồi. Ui mình. Thôi nào mình ngay giữa cửa anh em ạ. May tôi có răng ngon. Anh lỡ bơm máu rồi em ơi. Đây khỏi cần nhá. Đi em. Thôi nha mọi người, đừng đá kim tôi nhá. Từ các bạn ơi, đây mình để quả mì này. Hai quả được rồi. Các bạn nào bắn chết tôi về bá la đấy. Đi học thì chả sợ gì, về nhà thì chỉ sợ bá la. Thật ra mình cũng chia sẻ luôn với anh em là anh em đá like vui vẻ cũng được, nhưng mà anh em đừng đá like nhiều quá. Giải thích cho anh em này. Ủa? Đang tính giải thích nhưng mà chưa có cơ hội à? Thì đây giải thích cho anh em nghe, tức là này. Đấy các bạn đá lại chim nhiều này. Thì mình chơi thua nhiều này, chơi thua nhiều tụt view này, tụt view thì không có tiền. Không có tiền thì không có cái ăn là nghỉ like đấy. Các bạn thấy hậu quả của việc đá like chưa? Đấy nói chung là anh em đá like vui vẻ được rồi, còn mấy ông mà auto đá like thôi xong tôi cũng sợ đấy. Nên từ đợt lâu mình để delay 30 giây cái là đỡ bị đá like hẳn. Tôi thì lúc ok anh em lấy con nào. Ông cứ để delay trong khoảng 30 giây này, tương tác với người chơi vẫn ok mà, người xem tương tác ok, không vấn đề gì. Sao em ơi? Tôi thì không nói cái chuyện delay. Nếu mà nói ra thì bọn nó đã. Ồ. Đã. Ok chưa friend. Đi nào em. ID của mình hả? ID trong game mình không nhớ đâu. Anh em cứ tìm kiếm là à, đậu xanh thì kiếm hơi khó thật. Tại vì tên mình ở phía sau có ngay một cái ký tự ấy. Hình như lớp đổi tên thành Tây Dũng ấy. À ok. Cái ID game mình đâu nhớ đâu. Sao bạn đây? Xây nó. Ok ngon lành. Quá tuyệt vời. Có đạn hả? Đây mới lượm được cái. Ủa thế rồi bạn ơi, này mày chạy đi em ơi, không chạy hơi phí không ạ? Thế luôn gặp nguyên cả team squad như này không chạy hơi phí nhá. Nếu ngay sau môn keo chắc chưa chạy đâu ơi, chạy sao nổi chết rồi hả? Ok ngon. Hạ nó, bạn nó này. Ôi bạn nó ngay phía sau này. Ôi nào có liệu vậy? Mình nhớ nó ngay phía dưới này.
Chạy đâu rồi vậy, trong nhà á? Ok. Đồ má thằng này rửa máy tay nhé. Chắc là gặp phải tin mới ngủ ngạn rồi. Nó hay rồi đi. Đây đây, chạy vòng tròn này ông này. Để tôi xem lại bít máu này. Đang thiếu máu, lượng máu đã kệ. Đây rồi, đây rồi. Mọi chuyện tính sau. Nâng giáp này không có mì này. Ăn luôn. Gặp ai thì gặp đi, nay là không chạy thoát được đâu nha mình. Tìm Nguyễn Ngọc Ngạn. Yeah. Rồi ok, lại bắt. Nữa hả? Xong chưa em? Hình như nó xúc rồi anh ạ. Mấy bạn ấy xúc rồi. Đây, team cứ bám như này cho nó sao chơi được hả em? Team cứ bám. Mọi người lút đồ ấy nhá. Một ai lên kim cương chưa? Em vào thử đi nhóm giày của Vũ Nhiếp. Cứ luôn luôn sát bình thường như cảo sát của bên anh ấy. Level 15 mình đã lên kim cương 2 rồi mà. Xem lợn thịt máu đây, ngon lành. Ui, gì đây bạn ơi? Sao rên kinh thế em ơi? Xem rên kinh vậy em? Làm gì bơ? À quên. Làm gì rên kinh vậy em ơi? Thính ngược lại hả? Ok đi. Đi friend. Quay lại luôn. Level 15 mà mọi người thấy mình bắn lên kim cương 2 là đủ nhiệm. Mọi người có mình 15 nhé. Đi nào các bạn ơi. Dũng hả? Dũng nó đang ngồi cạnh tôi giống ạ. Audi code rồi. À đủ. Ok, mai mình sẽ lập một cái đi code cho mọi người. Người có thể vào đó giao đây phải chơi đã anh em ơi. Hoặc là Dũng hoặc là Dũng kèo. Lấy con, lấy con nào. Thằng nào cũng được. Ôi, cái này rồi là ông hiếp ghép ông bình luận tới được. Nghe phía 240 hả? Thính là xe vậy ông, tôi nghĩ xe đấy, không phải thính đâu. Mình chưa thấy gì cả mà đã. Ôi, 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 trên nhà ma có địch nhá. Đây này. Nhà ma, anh em, nhà ma. Nhà ma cho số 3, số 4 giải quyết đi. Mình Huân Nhi chạy trước nhá. Bên hông bạn đây. Một đứa về xế mình nhá. Trước mặt đấy hả? Đẹp Fred đằng sau cũng có mà. Đằng sau nhá. Bây giờ ông ơi, phần này hơi cao đây. Ok đi. Chắn đường ông ơi. Ông chạy chắn đường tôi thế sao chơi? Ông chạy chắn đường tôi thế sao chơi? Ui. Ui bạn ơi. Còn lại xíu máu này. Thằng này, còn lại xíu máu này, cứu nó đi ông ơi. Của bạn không có súng tự nhiên hả? Đây, cứu mình. Bên anh không cứu nè. Từ này chạy nhanh quá ta. Ủa hai ông kia. Kịp không bạn ơi. Của nó phát đã. Hai ông kia. Quả xanh mộ rồi. Không kịp đâu bạn ơi. Long ơi. Xác định ra đi em nhá. Một phút lơ là anh em ạ. Tại mình lên phía trước mà. Để còn máu đã. Không kêu, em vừa đặt kịp bông keo nó bóp dài nó chết rồi, xong rồi nó bắn thêm phát nữa. Nó chết à? Anh có bạn gái. Ở đây chưa? Từ bên đây mình xem mình lại bị đổ đã. Đang nghèo quá Dũng ạ. Dũng làm gì pha kinh thế bạn ơi? Anh xạo quá đi, anh có bạn gái rồi bạn không có. Dũng làm gì xây kinh thế bạn ơi? Đây mình đang xem mình đang rút đồ này, đang nghèo đồ quá. Từ từ tí đánh xe bò qua. Này. Để đánh quả xe bò qua nhá. Hai idol liệu mà lấy top nhá. Hey friend, đây mình đánh xe bò qua like bạn đi chơi này. Quả con xe mấy cày không ạ? Nào. Nhanh. Lên luôn bạn ơi, chần chừ gì nữa, còn có 7 đứa thế à. Nhanh còn không máu không? 7 thằng mà dùng con xe bò này, cá này nó cũng đơn giản thôi. Sao friend đi. Úi dồi ôi này. Bò to lắm. Thì cứ chạm một vòng đi. Chạm một vòng thấy ai kêu người đấy. Sao bạn đây? Có xe chỗ ngon tôi với ông đổi xe. Còn không cứ chạy con này nó cũng ổn mà ngon mà. Bên dưới hả? Đây.
Ui giời ơi. Ui giời ơi. Dựa bom keo sao được, bom keo fix rồi bạn ơi. Ủa bạn đây, mình hai bom keo rồi bạn ơi. Ngay phía trên đây bạn. Trụ điện đấy bạn ơi. Đem đi. Đang còn máu đấy. Nó ngay sau trụ điện thôi bạn ơi, 195 nhá. Ô thấy nó chưa ông ơi? Ở đây. Thằng bạn nó lên hả? Thằng bạn nó lên nào? Thằng bạn nó lên hả? Ok. Bạn nó thì phải. Lên bảng. Bạn đây. Nó hả? Phía sau hả? Lên xe bạn ơi, nhanh. Nhanh hơn như này. Lên xe ông ơi. Thôi xong. Đâu vậy? Từ từ. Từ xuống. Đậu xanh này. Chết nhà em ơi. Cán luôn này. Bye bye. Từ từ em ơi, anh chạy. Đâm xong chạy hợp lý rồi. Từ bạn đây đây. Từ đây em phải kiếm chỗ nào ngon ngon thì đã. Đây hả? Đậu xanh này. Đậu xanh này. Lên bả nhé bạn ơi. Bạn nó lên này. Bạn nó lên này. Từ từ đây em ạ. Ủa em phát hiện ra anh còn ít đạn quá. Xe chắc chạy ngon đấy. Khô máu. Quay lại. Xe còn 70%. 70% chạy ok được không? Nếu mà mình có thể không ạ? Có... Không có bom keo ông ơi. Không có bom keo ông ơi. Ủa ơi. Đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh. Một đứa nữa. Không có bom keo ông ạ. Phần này hơi căng đấy. Từ. Đây bạn ơi. Cứu nhau. Đây rồi. Lên bảng. Quần máu đã. Không có màu keo nhỏ. Đã qua em ơi, từ nhưng mà đang quần máu ngay kiểm soát nào ngon mà không có bông keo. Em của mình top 1 cho CA top 1 xem nào. Trời quần máu đã các bạn ơi. 35 lượt xem. Nó full cây đã. Đang có 35 mắt xem đi. Tôi đảm bảo với ông là trên 338 luôn đấy. Xem kiếm được mấy quả bông keo nữa là ngon anh em ạ. Lượm nhanh. Mà thôi chắc khỏi đi. Khô máu kệ đi. Lên xe luôn, không bấm keo gì cả anh em ạ. Bây giờ chơi liều thế à. Solo 1v1 thực ra này cũng chẳng cần bấm keo lắm. Có thì ngon, không có thì thôi. Mọi người thì kêu Nguyễn đi các bạn ơi. Mọi người thì kêu Nguyễn Ngọc Ngạn, nhưng mình chỉ kêu là ông Sĩ bán kẹo. Thôi kệ ông ơi, tùy thôi. Đơn giản là tôi tính lút thân đồ, nhưng mà thôi. Khỏi bấm keo đi. Ông Sĩ bán mạ là quên nhầm. Đây, sĩ bán dũng ơi, sĩ không bán kẹo. Ông sĩ bán kẹo hay hơn. Cuộc đời mà ông giờ. Mà chạy xe này cũng cảm giác sợ sợ đấy anh em ạ. Thật sự luôn. Em trước còn để định để đây là long bánh cơ. Ôi, phía sau à? Ok, phía sau rồi. Thằng này xây cũng ngu thôi. Anh thấy nó chưa trúng người, anh phát nào là xây cũng ngu thôi, cứ bình tĩnh, không phải vội. Ừ, nhưng mà xe này cũng dễ sấy mà, nó không sấy chúng người mình là nó cũng sấy gà thôi, cứ bình tĩnh. Không phải vội bạn ạ. Trên nhà? Thế xuống thôi. Trên nhà thì xuống đấy bạn ơi. Ủa? Trên nhà thì phải bạn ạ, mình nghe tiếng thế đạn thật. Mình không có liệu luôn. Hơi nghèo. Xem màn sấy đến từ Phạm Huy Ngạ. Xem anh có được top 1 trong trận đấu lé hay không. Bom bị lỗ nữa cơ. Ui. Đậu xanh. Màn đỏ. Làm quả lựu đỏ lư anh em ạ. Ui. Chạy các bạn này có mỗi shotgun này à. Chạy nhanh thì có cơ hội ăn được. Đây qua hàng rào. Quần máu. Nào. Qua đây. Qua đây bạn ơi. Đúng rồi qua đây này. Đúng rồi qua đây. Một viên nữa thôi. Một lần sấy thôi này. Quay đậu xanh. Quay đậu xanh một lần sấy nữa thôi này nào. Đúng gì nhau. Từ từ em ơi. Quay từ từ em ơi. Nào. Từ em ơi nào. Đến coi đã. Hai thằng mỗi thằng còn xíu máu đây à. Mỗi thằng còn lại có xíu máu đây à. Đậu xanh chơi nhây bãi trưởng. Từ từ đã em ơi. Nó có mỗi số can thôi. Qua đây. Anh còn máu đã. Anh thấy không tự tin lắm. Từ. Đó làm gì phải sau lưng ông. Không phải. Dưới đồi. Không có. Vẫn trộm bom keo thôi. Ok.
đậu xanh này bạn ơi. Có mỗi quả khẩu súng ăn thôi, không ngại lắm. Từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Quả nốt phát cuối. Chơi chắc ăn bạn ạ. Giờ đây đấy cơ. Ăn được. Ăn được bạn ơi. Đấy gì thế à? Cầm súng ăn thế à? Trời ơi, nó lại ý gì anh em ạ? Thực ra là bao cuối mình cũng hơi xoắn tí, nó cầm shotgun nên mình né né ra tí. Mình nói thật nha mọi người. Ok anh em. 8 kill còn cái kẹo ở 8 kill mà mình thì mẹ có 7 kill mọi người thấy sao? À đủ căng. Hello anh em, xong tập 1 rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.